Thì hôm nay nhân tiện mình được 500 sub thì hôm nay mình sẽ ăn mừng được kênh của mình thành lập cách đây 3 năm rồi, hôm nay mới được 500 sub thì mình ăn mừng. Thì hôm nay nhân tiện có cái món này là bạch tuộc nha. Dâu bạch tuộc, không phải cái dâu bạch tuộc nhỉ? Đúng rồi, dâu bạch tuộc. Sẽ ăn sống nha. Đây là tôm, cũng rẻ thôi, mùa này thì mới có. Tôm này đỏ ăn sống, sashimi. Và đây là dâu bạch tuộc đỏ cũng ăn sống. Cua, cua này cua từ từ Nga, trong xe Nhật Bản thì mùa này thường thường mùa Tết thì nó bán cua này, mùa cua này, rau và thịt bò nha. Bây giờ okay. Đây là bữa ăn 500 sục. 500 sục này ăn mừng 500 sục. Lòng Thái. Ngài bỏ con cua cho nó. Nó đi. Hai đá nhân ly. Hả? Có nó vô. Đấy. Rồi, cua nhé. Để tôi bên chàng phải về rồi nhé. Ít nước rồi. Phải chết tỏa. Ôi, hôm nay con cho anh tổ xuất đây nè. Ít nước rồi. Hả? Ít nước. Ta không biết là không gói trong cái nồi kia. Ta làm gì chứ. Ít nước à? Ít nước. Đáng lẽ anh phải bỏ miếng mì cho con ăn chứ. Quý sao trà sữa sữa. Quý sao trà sữa sữa. Cô nè. Nam à được. Ừ. Ừ. Sau mình sẽ ăn tôm đỏ. Đây là tôm sống nha. Mình sẽ ăn. Mama. Đây là ăn ơi bay có ơi cây có cô cây để tẻ bà bà. Ngon xịn, mà có mùi tanh. Có mùi tanh mà. Không thích bò. Nhớ thích không? Có cần nước dễ sao ăn lẩu mà ăn lẩu giật đi xong sao ăn. Có khái được trai con không? Nhớ cái nước khác. Hả? Nhớ cái này. Ăn như mẹ chấm wasabi nước từ kia rồi. Một cái, chân nước chấm đâu. Đấy rồi. Anh vô trong đó anh lấy cái dĩa được không? Dĩa hả? Dĩa em bóc con tôm này ra này. Ra hả con? Ra đây nổ. Ra lấy nước ra, lấy nước ra. Tôm này, đây này, miếng này được. Mình chấm miếng này riêng rồi để ba chấm tôm hơi tanh. Mở thì nó chua.
Con tôm nó bỏ dưới đây cũng tanh nữa đó. Tôm nó nướng rồi. Tôm nó học được ăn nổ nè. Tôm nó nướng rồi. Thôi bữa nào em nấu đông như mấy sao mà cũng ngon. Mà con tôm nó chắc được rồi. Cua hả? Ừ. Như xì, muốn thịt bò. Mực có thể ăn. Cay hả con? Cờ lái. Chứ sao nó còn mua lẩu nhập cho mình ăn từ nay lẩu nhập cái nào rồi. Cái đấy bố mẹ đi bố đưa đi cho mẹ bố mẹ đi cái đấy lẩu cây hành rồi ăn tôm đi con tí mà rồi ăn tí rồi lấy cơm nha ăn tôm đi chín lên đắp lên con nấu thịt cua chín nha chín nha nóng 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 cái gì vừa cơ cái này ngon thế xong ăn chảy ngon xì ồ ôi trời ơi chưa được hai mày lấy cà rê của hả? Cà rê sữa hả? これ美味しい。うん。美味しい。なんか言ったってみよう。医者ちゃんに、医者ちゃんに注意しかない。うん。医者これ食べて。 美味しいよね。やだ。やばい。ご飯ね、カレーだ、カレーライスね。美味しいと思う。うん。美味しいと思う。うわ。美味しいの。うん。ご飯だけがいい。うん。ご飯だけ。オッケー、オッケー、カレーは。いいな。いいる、いいる、カレー。すみっこカレーだ。美味しい。
Tôm mà ăn là giờ thì mua thử cái tôm này ăn thử khá là thành. Cái này hồi lúc mình mới qua Nhật thấy một cái anh người Nhật ở hồi kia ở trong cái lúc sáng đấy hả, anh mua về anh đứng ở trong chỗ nhà bếp anh bóc anh ăn trực tiếp luôn, anh kêu mình ăn không mình không dám ăn. Có mực này mua khỏi cần chấm gì ăn, họ ướp chua rồi, rau bình thường. Mua khoai cây dữ rồi. Đây con. Nghe chàng á. Nghe khăn bay rồi con. Mama không bao giờ, mama không bao giờ. Bà bà cho mừng cái này cũng ngon lắm, ô xì. Hai lòng giống nhau rồi. Cảm ơn. Bà cảm ơn. Ok. Ô xì. Đây là cái gì đây? Cú mờ. Mơ từ mê sâu à? Dạ. À chưa rồi. Cỡ. À chưa đâu mà chưa giờ đi. Cho nóng không con? Cho em hai nhé nào. Con làm mẹ ăn không? Ăn giùm mẹ. Này ăn lại. Con chưa cứ nay nè. Mẹ ăn nè. Đây chén này gấp nha. Quay video mất công để ta đã bảo tham ăn. Người tham ăn nghĩ là bò nhé. Bỏ rau vô đi ăn. Ăn rau chứ. Ăn cho con nhé. Không có rau này mà không bỏ cà chua gì cả. Thì anh thấy em biết kia nó bỏ cà chua luôn. Thế nên gọi ăn rồi. Ăn cua này. いちごはちょっとちょっとうん。これはいちご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 はいち
Ok. Cái này khó chấm được, nó chua sao? Để. Mi chan có thể ăn được không? Cái này, ăn được. Ăn được.
Dạ. Chấm đi như thế à? Rồi bà ra cho nó ra nè. Rồi dớt đồ này. Anh thôi bà ra đồ cho con nha. Dạ chưa. Nè, à. Mày ăn không? Rồi, ừ, cuốn ăn đi. Cho tiền cuốn ăn. Mình sẽ ăn ba con. Tôm này, chỉ ăn sống thôi. Luộc kia thì nó không ngon. Chàng của ta bê tế, ai sẽ thảo ba ba. Nè. Vào đây em thôi con. Này áo xì ấm xe chả. Nè, ra đi. Ôi xì. Mì chà, ta mê rửa. Mùi xì rồi. Mì chua nhỉ? Ừ, mùi mùi chà không thắng. Ừ, ngon. Người ta mua nhiều lắm mì nhỉ? Ừ, ngon. Ừ. Cua này không ngon, không ngon bằng cua Việt Nam. Yeah.